Thưa quý vị, hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội, trong đó đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các cơ quan đơn vị đủ điều kiện, gắn với quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp. Thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị cũng chính là một động lực lớn cho Đà Nẵng tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, nâng mức độ hài lòng của người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ. Đây là những kết quả bước đầu đạt được kể từ khi Đà Nẵng tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Thực tiễn cũng chỉ ra, xây dựng chính quyền đô thị vừa là một yêu cầu khách quan nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, vừa là xu thế tất yếu của mọi đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đối với Ủy ban Nhân dân thì có việc hoạt động theo cái chế độ trưởng thì có cái linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những cái vấn đề, những cái thủ tục hành chính liên quan tới người dân. Đồng thời với cái chế độ thủ trưởng này cũng sẽ chịu trách nhiệm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cơ quan hành chính cấp trên là Ủy ban Nhân dân quận trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Qua giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị hiện nay tại Đà Nẵng vẫn còn gặp một số vướng mắc, nhất là ở lĩnh vực tài chính, dự toán ngân sách. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề phát sinh mang tính tạm thời, nhất là ở giai đoạn đầu thực hiện thí điểm. Còn về lâu dài, quan trọng vẫn phải là tập trung đảm bảo phát huy dân chủ khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị và khai thác những ưu điểm, thuận lợi của mô hình này, từng bước khắc phục những hạn chế, vướng mắc, đa dạng hóa các kênh thông tin để người dân kiến nghị với chính quyền các cấp, từ đó làm cơ sở để phục vụ nhân dân tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Việc gì bước vào đầu tiên thì nó cũng có những cái lúng túng khó khăn, nhưng chắc chắn rằng về mặt công khai, minh bạch và đặc biệt có lợi cho người dân và thuận tiện trong quản lý điều hành là mô hình chính quyền đô thị có rất nhiều điểm ưu việt. Nên xem đó là cái động lực để chúng ta hoàn thiện và chúng ta tổ chức tốt hơn cái mô hình chính quyền này, chứ không phải tập trung vào những vấn đề vướng mắc nhỏ như là vấn đề thiếu chủ động về ngân sách, rồi vấn đề là dự toán này dự toán kia, trong khi cái vấn đề dự toán là khả năng của chúng ta, do chúng ta không hoàn thành cái dự toán đầy đủ thì chúng ta không hình dung được cái nhiệm vụ chi, và nó gây ra cái lỗi này là do chính chúng ta chứ không phải là do lỗi của cơ chế. Mô hình chính quyền đô thị là bước đi đột phá trong xây dựng, đổi mới bộ máy theo hướng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, mô hình này được kỳ vọng sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cũng như sứ mệnh của Đà Nẵng với khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.